Thưa quý vị, sáng nay ngày 6 tháng 6, Hội Tù Yêu Nước thành phố tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về 1973-2023 và 30 năm xây dựng và phát triển 1993-2023. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Tại buổi gặp mặt, các cựu tù yêu nước đã cùng nhau ôn lại những năm tháng đấu tranh, giữ vững tinh thần kiên cường bất khuất, không chịu đầu hàng trước đòn tra tấn của kẻ thù, để bảo toàn lực lượng và bảo vệ khí tiết cách mạng, giữ vững lòng trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, của nhân dân. Những cán bộ chiến sĩ cách mạng và những quân chúng yêu nước trong chiến đấu, công tác không may đã bị địch bắt, tra tấn tù đày. 30 năm qua, Hội Tù Yêu Nước thành phố tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng, chủ động phối hợp làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực làm tốt công tác chăm lo đời sống chế độ, chính sách của cán bộ hội viên và công tác nghĩa tình đồng đội, hưởng ứng tham gia thực hiện các chủ trương, các cuộc vận động, các phong trào chung do cấp ủy, chính quyền và mặt trận các cấp đề ra. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng cờ kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển và bằng khen cho Hội Tù Yêu Nước thành phố.